Dân thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định sơ thẩm với bị cáo Nhâm Hoàng Khang, mặc dù bị cáo và những người liên quan, nhân chứng vắng mặt, nhưng hội đồng xét xử vẫn tiếp tục làm việc. Đối tượng gây xôn xao mạng xã hội khi có liên quan tới nhân vật gây chú ý như bà Nguyễn Phương Hằng. Ngoài ra, Nhâm Hoàng Khang còn xâm nhập vào hàng loạt các website lớn, đánh cắp dữ liệu, tống tiền và từng bị phạt tù vì tội tàng trữ ma túy. Theo dự kiến ngày 14 tháng 9, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm vụ cưỡng đoạt tài sản đối với bị cáo Nhâm Hoàng Khang, sinh năm 1987 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi điều tra bổ sung, viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Khang về tội cưỡng đoạt tài sản theo điều A khoản 3, điều 170 Bộ luật hình sự, khung hình phạt 7 đến 15 năm tù. Bị cáo Khang mời 3 luật sư bào chữa thuộc đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh trước đó trong giai đoạn điều tra truy tố cơ quan tố tụng từng chỉ định luật sư bảo chữa cho khang nhưng sau đó bị cáo và gia đình đã có sự thay đổi thông tin trước khi xét xử luật sư của bị cáo khang cho biết sức khỏe và tinh thần của khang đang tốt trước đó bị cáo từng có ý định tự vẫn vì cho rằng bị oan và đến nay bị cáo vẫn giữ quan điểm kêu oan đến cùng cáo trạng truy tố nêu Do có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin, nên Khang đã phát hiện được các lỗi bảo mật trên website gọi là sàn của ông Vũ Ngọc Châu. Để chiếm đoạt tài sản của ông Châu, sau khi lấy được thông tin 29.000 khách hàng của sàn Trirex, Khang đã nhắn tin cho nhân viên của ông Châu với nội dung đe dọa sẽ tấn công, làm cho sàn bị sập, gửi email cho khách hàng biết sàn bị tấn công, uy hiếp tinh thần ông Châu. Từ ngày 11 tháng 11 năm 2020 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021, ông Châu đã 10 lần đưa cho tài xế tổng cộng 201,8 triệu đồng để anh này chuyển vào tài khoản ngân hàng của Khang. Ngoài ra, ông Châu còn tố cáo ngày 1 tháng 11 năm 2020. Với thủ đoạn tương tự, Khang đã sử dụng tài khoản tên là VIP 4 User ID 40803 để chiếm đoạt 346 đô la, tương đương khoảng 8,2 triệu đồng của người sử dụng trên sàn t rồi bán cho người khác. Tuy nhiên, do Khang không khai nhận hành vi này, ông Châu cũng không cung cấp được thông tin cá nhân của người đăng ký tài khoản trên và kiểm tra tài khoản không có, nên cơ quan điều tra không xem xét xe xử lý. Quá trình điều tra, Khang còn khai nhận đã xâm nhập vào tài khoản Facebook của một nữ đạo diễn, sau đó cung cấp thông tin này qua tài khoản Zalo cho bà Nguyễn Phương Hằng. Khang khai đã lấy danh sách 85 tài khoản người dùng, đăng tải một số hình ảnh lên website của báo điện tử VOV. Ngày 27 tháng 1, báo điện tử VOV đã có văn bản xác định 85 tài khoản Nhâm Hoàng Khang lấy được là danh sách tài khoản người đang dùng online vào thời điểm đó của hệ thống điều hành tác nghiệp nội bộ. Danh sách này chỉ có tên tài khoản nên không thể dùng để đăng nhập vào website này được. 85 tài khoản này không phải là tài khoản cho người quản trị mà chỉ là tài khoản của người dùng bình thường. Website nội bộ.vov.vn để phục vụ cho hoạt động nội bộ của VOV không liên quan đến website báo điện tử VOV. Vì vậy, ngày 25 tháng 4, cơ quan điều tra đã có công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt Khang về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông. Quá trình thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Khang tại nhà ở phường Trung Kiên, quận Thôn Nốt, thành phố Cần Thơ. Cơ quan điều tra còn thu giữ 0,019 gam ma túy, loại methamphetamine của Khang cất giữ để sử dụng. Do lượng ma túy chưa đủ định lượng để khởi tố về tội tăng chữ trái phép chất ma túy, nên ngày 18 tháng 3, cơ quan điều tra đề nghị công an quận Thôn Nốt ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Khang từng bị Tòa án Nhân dân quận 6 tuyên phạt 3 năm tù về tội tăng chữ trái phép chất ma túy vào năm 2016. Với những tội danh trồng chất, tiền án tiền sự dày đặc, hacker nhầm Hoàng Khang chắc chắn sẽ phải ngồi tù mọt gồng bên cạnh đó mỗi người dân và các tổ chức cũng cần nâng cao hệ thống bảo mật của bản thân hoặc đơn vị mình hạn chế tối đa những lỗ hỏng để hacker không có cơ hội dở thủ đoạn lấy cắp rồi chiếm đoạt tài sản